Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay, Bảo Khánh sẽ gửi đến quý khách một câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống, chỉ 5 phút nữa thôi. Ở một công viên nọ, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên một chiếc băng ghế sân chơi. Con trai tôi đó. Người phụ nữ chỉ vào một cậu bé đang chơi cầu trượt, vận chiếc áo len màu đỏ. Cậu bé nhìn mới đáng yêu làm sao. Người đàn ông kia nói, còn kia là con gái của tôi, cô bé đang chạy xe đạp, vận một cái đầm màu trắng. Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi cô bé, con chơi xong chưa, Lisa? Lisa nài nỉ, 5 phút nữa thôi nha, bố, nha, chỉ 5 phút thôi. Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe như cô đã mong muốn. Thời gian trôi qua và người đàn ông lại gọi con gái của mình, đi được chưa con? Lisa lại nài nỉ, chỉ 5 phút nữa thôi nha bố, 5 phút thôi mà. Người đàn ông mỉm cười và nói, được rồi. Ông quả thật là một con người kiên nhẫn, người phụ nữ nói. Người đàn ông mới tiếp lời, Tommy, anh trai của con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài xế say xỉn khi nó đang đạp xe ở một chỗ khá gần nơi này. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi sẵn sàng bỏ tất cả mọi thời gian của mình, 5 phút hay nhiều hơn nữa để ở cạnh của con bé. Tôi đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó với Lisa. Con bé cứ nghĩ nó may mắn khi có thêm 5 phút để chơi, nhưng sự thật thì đúng phải là tôi mới là người may mắn khi có được thêm 5 phút để ngắm nhìn con bé mỉm cười hạnh phúc. Bài học rút ra trong cuộc sống này, hãy dành nhiều thời gian để quan tâm đến con trẻ, quan tâm đến mọi người xung quanh để đừng phải hối tiếc về bất cứ điều gì. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để lắng nghe thêm nhiều câu chuyện hay ý nghĩa hơn nữa trong cuộc sống.